sử dụng điện an toàn tại hộ gia đình. Dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân. Thường phòng cháy chữa cháy tại chỗ và quần chúng nhân dân trong phòng chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Về hoạt động và hướng dẫn cách sử dụng, hướng dẫn cài đặt, lựa chọn, đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy. Hướng dẫn cho những cái em học sinh từ lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học, trung học và kể cả sinh viên là nắm bắt được những cái kiến thức cơ bản kỹ năng phòng cháy cháy, đồng thời là mở rộng cho toàn thể nhân dân, nhất là cái hộ gia đình, cái hộ sản xuất kinh doanh nắm bắt những cái trang thiết bị cần thiết trong gia đình và những kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố cháy từ ban đầu và công tác kiểm tra của mọi người. Đồng thời thì có những cái trải nghiệm hoạt động để nắm bắt những cái phương tiện phòng cháy cháy khác. Tham gia những cái buổi hoạt động trải nghiệm là rất bổ ích, nhất là để mà mình biết xử lý trong vấn đề phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình. Tức là qua các cái thực nghiệm trải nghiệm ra đây thì để mà về rồi nói trong thành viên trong gia đình á, để biết sử dụng những cái thiết bị ở trong bị gia đình để mà phòng cháy chữa cháy. Ở đây thì có rất là nhiều cái những cách phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nó giúp chúng ta nếu mà rơi vào trường hợp là bị cháy rồi đó là giúp chúng ta thoát nạn dễ hơn, một cách dễ hơn. Thì con sẽ chạy từ từ này. Sau khi tái cánh cửa đầu tiên thì chúng ta sẽ ép một bên. Lấy cái khe để chuẩn bị. Con chưa chạy ngay, con chưa chạy. Chú chạy trước. Chạy nhẹ như bình thường. Chúng ta sẽ đề cứu ở đây rồi. Đối với việc này khi mà lực lượng của